Hello, xin chào tất cả anh em. Không biết thì cái series này á, mà không biết mà mấy anh em mà coi clip á, thì không biết là có coi được đến cái này không. Bởi vì khi mà mọi thứ mà mình phải lấy được máy rồi thì mình mới cho anh em coi được cái series này. Còn hiện tại thì anh em đang được xem từ cái điện thoại của mình anh em ạ. Mình bị mất hai cái máy quay đặt lén rồi. Bây giờ mình chỉ còn cái điện thoại duy nhất của mình để mà mình quay cái clip và cái mic mình đeo trong người thôi. Đó, thì mình đang nói chuyện ở bên cái khu viên nhỏ nhỏ ở bên chỗ vườn của nhà anh Dương á. Thì mình lâu lắm rồi mình mới bị tổ trát đến như vậy anh em ạ. Trôn mà mất một cái máy, đến hồi lại mất thêm một cái máy nữa. Nhờ cái cô kia lên giúp mình thì tốn hơn 1 triệu bạc rồi rốt cuộc cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bây giờ chỉ còn lại một cái điện thoại này thôi. Thì mình vừa nghĩ ra một cái chiêu như thế này. Hồi nãy giờ động não, gọi là động não lắm luôn á. Chứ không là bây giờ chẳng lẽ bây giờ bỏ luôn hai cái máy đó thì tính ra khoảng 80 mấy triệu đó mọi người ạ. Không ít đâu. Mà còn cái file ở bên trong nữa, nếu mà không lấy được máy thì không có cái dựng clip cho anh em được xem đâu nha. Nên anh em mà xem được clip là chứng tỏ là mình lấy được máy rồi đó. Thì bây giờ mình mới nghĩ được cái ý như thế này. Mình lúc nãy mình mới chạy xuống chỗ mấy chú bảo vệ dự xe ở dưới, mình xin được tờ giấy với mình mua được một cái viết đó. Bây giờ mình sẽ viết lên đây một số cái nội dung dạng như là kiểu sám hối, kiểu mà gọi như là những lời cuối cùng á mọi người. Ok, cái màn trôn như thế nào thì từ từ mình sẽ giải thích hết cho anh em cùng hiểu nha. Ok anh em, bây giờ thì mình sẽ ghi lên tờ giấy đây mấy cái lời mà sám hối một chút xíu đã. Ok anh em, cầm điện thoại cho nên là khó quay quá, mình phải kiếm cái chỗ nào đặt cái góc máy này mới được. Ok anh em ơi, bây giờ thì mình phải gọi cho anh Dương một cái. Mình mới nhắn Dương là đi ra ngoài đây để mình nói chuyện một chút xíu. Thì như mình nói, mình quan trọng hóa vấn đề cái máy đối với mình là một cái gì đó là không thể nào mà bỏ được, thấy không? Để tí nữa mà vô cái chiêu của mình tiếp theo. Ok, nó như thế nào anh em chờ một chút xíu Dương ra nha. Cứ mỗi lần là phải nhắn một cái mà phải đặt góc máy lại, khổ lắm anh em ơi. Bởi vì không có mất hai cái máy rồi, cực quá. Em vẫn còn vui được vậy lâu hả Dương? Em biết anh ngồi đây nãy giờ bao nhiêu lâu không? Cái gì? Anh không về luôn á. Nãy giờ em mẹ em là anh lên. Anh xài cái lều rồi đúng không? Không, anh có đem cái lều theo mà. Ông nội anh cũng dám nè. Bây giờ tối anh dựng ở đây rồi mẹ em ra mẹ em chửi sói đầu nè. Hồi nãy giờ mẹ em anh với mẹ dựng thì mẹ em cũng chửi mà. Hồi nãy giờ mẹ em nói gì chồng vậy? Thì nãy có nhiều đó vấn đề nói thôi chứ có gì đâu. Em biết là anh ngăn, em biết là anh phải gọi em, anh phải mướn cô đó biết bao nhiêu tiền không? Nhiều. Em nhây nhưng lắm luôn á nha Dương. Em bớt nhây lại giùm anh á. Bây giờ nè, bây giờ em vô em nói với mẹ em là thật ra thì mình không có gì hết. Đó, xong anh cũng rất là vui bình thường. Để cho mẹ em trả lại cho anh cái máy. Chứ hai cái máy lận đó trời. Ok. Vô trả, lấy đi. Em nghĩ chắc cũng khoảng ít nhất 1 tuần nó mới thấm được. Em giỡn lại Dương, em nhây quá Dương ơi. Thấy anh lo lắng mà kiểu sốt ruột gì á má anh. Em nhây lắm luôn á. Cắn tay cắn chân đồ các kiểu, máu chảy đầm đìa đồ các kiểu thì mới thấy. Em có biết một con vịt nó bơi trên mặt nước không? Ừ. Em nhìn ở trên nó thì nó rất là bình thản. Bình thản. Nhưng mà dưới cái chân nó hiện tại anh giống vậy. Em hiểu không? Em rất nhây luôn á, anh không nghĩ em nhây vậy luôn. Bây giờ nè, em vô em nói mẹ em nói tất cả. Anh nói anh qua anh quay vui đúng không? Hồi đó anh quay quá vui. Đúng không? Xong rồi bây giờ thì nó mọi thứ nó quá hiểu lầm rồi. Bây giờ mẹ em anh không nghĩ là mẹ em khó tính như vậy luôn. Thì em vô em nói xong rồi kêu mẹ em đưa cho anh cái máy đi. Ok, lần sau anh không bao giờ chôn em nữa. Ok, thì vô nói đi. Là sao? Có được không? Em để suy nghĩ nè. Dương ơi, em suy nghĩ nhanh chứ anh đói anh chết anh Dương ơi. Còn ngày hôm nay mà em quằn anh lắm luôn á. Cái gì đâu, em làm gì anh đâu. Từ cái lúc mà anh cầm cái mền cái gối qua cho đến khi mà mẹ em làm anh cú sốc tinh thần rồi anh phải kêu cô kêu qua cho đến bây giờ là gần tối rồi nè. Đi em mới nói giùm anh đi. Mới 5:30 chiều và tối đâu mà tối. Cũng phải mấy ngày nữa mới đưa lại được chứ. Mấy ngày nữa chứ đâu phải dễ là lấy đâu. Rồi mẹ em lỡ như mẹ em giấu cắt luôn thì sao? Mẹ em lấy luôn thì sao? Em hiểu tính mẹ em mà. Mẹ em cấp cái gì mẹ em nói chứ nha. Không
Anh nói thiệt với em luôn, mà vậy em nói mẹ em lấy đi. Bởi vì là cái máy á, nó thiệt với em luôn á. Thằng này anh đã nói thiệt luôn nha. Bởi vì là anh làm YouTube mà. Hai cái máy đó là gần 100 triệu. Đối với anh nó là cả gia tài. Đó, mình lỡ bây giờ nó hư cái gì đó thì anh rất là buồn, nó thiệt sự luôn. Đó thì anh hứa với em là anh không bao giờ troll nữa. Đó, với lại là nãy giờ là cảm giác là cô bị hiểu lầm quá, anh không thích làm người lớn bị phiền lòng. Cho nên là em vô nói mẹ em cho anh lấy lại hai cái máy. Được không? Vậy để em hỏi mẹ. Vậy có gì em nói anh sao? Hả? Em phải hỏi mẹ. Không, em phải chắc chắn giùm anh được không? Chắc chắn. Thì sẽ lấy máy trong thời gian sớm nhất. Sớm. Nhưng mà em phải cố gắng thuyết phục mẹ em trả máy cho anh. Anh biết là em nhây là em sẽ không... Không nhây là mẹ em nghiêm túc mà. Em sẽ trả máy nghiêm túc. Phải trả máy cho anh. Đương nhiên, máy anh mà. Rất là em quan trọng. Em làm gì? Ok, vậy em vô em nói giùm mẹ. Em nói mẹ em nha. Anh thực sự là đúng là bây giờ là anh đi về, nhưng mà anh không thể nào anh đi về nữa, anh không thể nào chịu nổi luôn, anh không có một tâm trí để lái xe đi về luôn. Thôi gì đâu mà, cái máy mà có hai cái máy thì cỡ 70-80 triệu chứ má biết nha. Cái gì để nói giúp chị nha. Nè thấy không, vẫn ngay. Bé nó vẫn ngay. Thấy không? Có 70-80 triệu bao nhiêu. Để em giúp cho nha. Không bao giờ đâu anh em ạ. Chắc chắn là sẽ giữ máy của mình còn lâu. Ok. Nói chung thì vừa rồi mình cũng tỏ ra rất quan trọng. Bây giờ tới bước tiếp theo nè anh em. Ok anh em. Thì điện thoại mình đặt hơi xa chút xíu, cho nên là có thể là mình zoom lại hình ảnh nó hơi mờ chút xíu, anh em coi clip thông cảm nha. Và cái clip này thì cũng có một cái góc máy, có một cái điện thoại thôi. Thì đây là một cái lá thư tuyệt mệnh đó. Thì có gì mình để ở góc đây cho anh em cùng đọc. Ok, và mình sẽ để cái lá thư ở đây. Đó. Tiếp theo là mình sẽ cầm đôi giày của mình á. Để nó giày đây. Đó. Anh em biết làm sao không? Giống như là mới bước lên đây này xong cái... Hiểu không? Anh em hiểu không? Mình không muốn dùng cái từ đó, nhưng mà anh em hiểu không? Bước lên đây và... Và... Ok. Tạo cho mọi người cái sự gọi là hiểu lầm á. Đó thì... Nói chung là trong gọi là... Cái gì ta? Cái gì ta, cái gì tự nhiên biết không giờ bí, không dùng không có từ ngữ để dùng luôn. Ok, nói chung thì có thử thì mới biết là được hay không, và không thử là sẽ không bao giờ được. Bây giờ mình sẽ nhắn cho anh Dương một tin là tạm biệt em. Tin gì ta, tin gì để cho anh Dương nó phải chạy ra đây ta. Tạm biệt em, kiếp sau vẫn là bạn. Mình sẽ nhắn cái câu đó. Ok, kiếp sau vẫn là bạn. Đó là nghe câu đó là liên tưởng là cái điều gì liền, đúng không? Để cho Dương nó chạy ra đây thì nó sẽ thấy cái hiện trường như thế này. Và không biết là nó thấy nó có gọi mẹ không. Ok, bây giờ thì vào biệt. Bây giờ mình phải lấy điện thoại để mình nhắn. Anh em có cả điện thoại cho nên bây giờ phải lấy điện thoại nhắn nè. Xong rồi đặt máy lại đây rồi bỏ chạy nha. A few moments later. Giờ không có hai máy là anh không biết làm gì bây giờ á.
thì mình cũng giỡn nó vậy thôi mà. Chứ mẹ con cũng trả được cho nó, tại thằng này nó điên dữ vậy. Chẳng lẽ nó làm bậy. Hồi nãy giờ con tìm hết cái khu này, con đi hết mấy cái dòng hành lang này hết rồi, con không thấy anh đâu á. Cái này trong nhà mày có là... Anh đâu có vô nhà mình đâu, nó trong nhà mình đâu đúng không? Đâu có vô, đó mẹ ra thì làm gì có. Chết rồi. Nó để tờ giấy ở đây luôn vậy hả? Dạ đúng rồi. Mà làm cái gì mà ở này cao vậy sao nó hẻ được. Chẳng lẽ mà có hai cái máy mà nó nghỉ quẩn dữ vậy con? Mà cũng dám lắm mà cái thằng này á. Sao mẹ? Ôi mẹ cũng rối quá, cũng ngờ luôn á. Mẹ cũng ngờ cái chuyện này nó đi đó tại mại gì á. Bây giờ nó để ra vậy đây thì không biết nó đâu, giờ kiếm ra thì xuống dưới tìm đi. Chứ giờ chỉ còn đi xuống dưới thôi thì thay cái đường tìm hết đây là có ăn không. Bây giờ mẹ con xuống dưới kia thôi. Trời ơi, Yến hả? Cô lo tụi chết của người làm. Anh Yến tầm bậy tầm bạ gì vậy? Tầm gì, để bà chạy đây rồi lấy cái tờ giấy gì thấy gì. Ông muốn đứng tìm nãy giờ luôn á. Em tưởng cái gì em kêu mẹ em ra đó, anh giỡn với em hả? Đó thì con đi vệ sinh thì không để nó dài lại thôi. Sao cái gì tầm việc xin lỗi em là sao? Sao để giấy thức được sao phải để trên ghế rồi để tờ giấy nữa con. Trời ơi, con làm mất rung nãy giờ luôn á, tôi già cả mà suy nghĩ thì muốn rớt tim luôn vậy. Thì con thấy con tính đưa tờ giấy này là con nhắn tin em nữa kìa. Thì là con tính là con ghi tờ giấy này con đưa cho Dương kêu đưa cho cô. Bởi vì là con thấy con cũng có lỗi quá. Đó thì con kêu là nếu mà kiếp sau thì sẽ không làm vô nữa thì không ảnh hưởng đến mọi người. Ủa con nói là nếu mà sau này kiếp sau thôi. Kiếp sau rồi, kiếp này lo xong lo kiếp sau nữa. Dạ nhưng mà có gì đâu, nhưng mà có gì không? Cô đâu có tưởng đi luôn, cô thấy để ra giày đây rồi để cái ghế đây rồi cái tờ giấy này nữa. Em tưởng anh nghĩ gì á. Con tưởng là con nghĩ quẩn, nghĩ cạn gì rồi con làm trò gì rồi á, tệ hại đó nữa thì trời ơi, quá trời ơi, chạy vô kêu mẹ liền á, anh đùa anh nghĩ cái này trời ơi. Thật ra thì con cũng định là... Thôi không có gì đâu. Không gì đâu, cô với... Trời, con thấy tờ giấy là cô hối hận, con làm lắm luôn á. Cô bất an, cô nghĩ trời lỡ mà con cạn nghĩ cái gì, cô hối hận cái gì, cô giữ lại cái máy con mà con... Dạ, dạ không, vậy. Dạ không, không có gì. Dạ, thôi cô với Dương nó vô đi chứ con không có gì đâu. Cô đang đưa cái tờ giấy này đi. Không, đừng. Đưa cái tờ giấy này. Đó, thì cô với vô đi. Con nói sao đó. Mẹ con tức thẳng quá. Vô. Rồi, vô đây, vô đây. Cô với vô đây cô. Cô đi vô mà không. Cô ấy không tự tử giờ nữa. Anh em. Nghĩ là mình làm như vậy là cổ sẽ mang máy cho cổ trả cho mình chứ. Cũng vậy là sống hả em, cũng vậy là sống hả? Trời ơi, xong mang máy ra trả trời. Cũng vậy là rồi sao? Cô trả cho hai cái máy quay nè. Rồi mai mốt con với nó đó, hai đứa mà có quay cái gì thì bàn bạc cái với nhau trước. Rồi quay thì quay ngoài đường á, đừng có mà vô nhà mà làm liều mà quay quay gì nữa nghe không? Rồi không có được nghĩ là mày và ba nghĩ quẩn á. Chỉ có hai cái máy mà làm cô sợ cũng chết luôn, muốn đứng tim luôn vậy. Dạ con nghĩ là con nói mình vô kiểu con cũng cảm thấy có lỗi á. Thì thôi nếu mà con thấy cô nói đúng thì bây giờ nếu mà con cứ ok thì con cứ lấy con bằng rồi đó. Ôi mẹ em trả cho anh mẹ nãy giờ mẹ em lo quá trời ở tưởng không anh bị chị thấy cái tờ giấy đó cô muốn đứng tim luôn à. Con mà có cái gì chắc con cũng hối hận lắm á. Dạ không cô biết cô cái giữ luôn đi cô con giữ hai cái máy con mà để con vậy thì cô không biết nữa tội lỗi cái đâu rồi. Mẹ thấy nè mẹ trả nè đó mẹ lấy giờ đi làm gì làm đi. Ừ thôi thì con cũng nói chứ con cũng cảm thấy cũng có lỗi, nói chung là sau bữa sau mà theo ý của cô là con nếu mà Dương ở nhà một mình thì con có Dương ở nhà một mình thì đừng có qua quay quay nhà cô thấy gì cô có đồng ý lắm. Rồi, hai đứa muốn quay cái gì thì bàn bạc với nhau rồi quay gì nói em ngoài anh nói hứa mẹ em ở nhà
rồi con biết rồi, con cảm ơn cô nha, con cảm ơn cô dạ. Dạ nha, không nghĩ bậy bạ gì nữa nha. Dạ đâu, dạ. Con vui mà, con vui nhưng con cảm thấy con có lỗi chút xíu thôi. Con vui mà. Điện thoại anh đâu? Hả? Điện thoại anh đâu? Điện thoại anh hả? Ừ. Điện thoại anh có cầm qua nhà em đâu? Anh không cầm điện thoại qua nhà em. Ừ. Sao vậy? Hỏi là anh làm gì? Có quên nhà hả? Anh làm gì chưa? Anh thà anh để ở nhà. Ừ, có gì đâu. Sao vậy? Con đẻ nó chơi đi chứ con không có quay. Mà sao con nói điện thoại con để ở nhà? Hả? Con có thiệt rồi đó. Dạ. Dạ thì đó. Cho con lấy lại cái máy con. Trời ơi. Tự nhiên trả máy không chiếm mẹ đó. Ủa cô con. Cái điện thoại luôn. Điện thoại con làm ăn cô. Điện thoại con làm ăn mà con nói thiệt. Điện thoại con gọi nhiều lắm cô. Dạ con làm ăn cô có thể. Trời ơi. Cô ơi.